Đây, chào các bác nhá, là vườn trước khi bước vào hái này. Đó, tuyệt đẹp không? Hôm nay là 18. Hôm nay 18 tháng 7. Em ơi, có muốn lên đỉnh không? em bảo bảo mọi người ở đây lên lên từ đỉnh xuống đấy, không muốn cũng phải lên thôi. Lên lên trên đỉnh hộ cái nhá, không muốn lên đỉnh cũng phải lên nhá. Mọi người phải lên đỉnh hết đi. Vâng vâng, hái từ đỉnh xuống, không không à, chưa chưa nắng là không ai chịu lên đỉnh đâu. À, cơm trưa của bọn em vẫn còn nhá, yên tâm nhá. Chỉ sợ có rồi, xe chưa, xe lôi lên đây. Xe lôi tí chưa mới đem lên. Lên lên tận đỉnh nhá, tất cả mọi người rủ nhau lên đỉnh nhá. Có xe lôi đón lá. À, hôm nay được khoảng hơn chục người không nhỉ? Em hơn chục người là phải chưa phải đón. Ơi. Bảo lên đỉnh thôi, không biết làm gì. Mọi người lên đỉnh hái xuống. Mấy chị em ơi, lên lên đỉnh đi. Lên đỉnh cùng nhau lên hết đi. Em cứ lên đỉnh đi. Cái này hái xong là như này à? Cái này là hái xong đúng không? À. Thịt vịt. Hả? Tối qua bảo đi ăn thịt. Cháu mổ con vịt ra bảo đi không thấy đi. Thế tí chưa tưởng là lại mang lá xuống dưới, sao không mang cơm, cơm nấu rồi không mang. Thế thì chưa về ăn thôi. Khó về. Thế cháu về đón lá không? Có. Về đón hiệu hồ múc với cơm với lại cái mang về cho nhá. Vâng vâng. Ở trong nồi ấy. Có cái gì nữa không? Hay mỗi cơm? Cơm với lại mang. Vâng. Có một ít cá là có cá tối hôm qua câu được mấy con cá rô để làm ở trong. Có cá nữa đúng không? Ở chản bát này mình làm ớt thôi. Có mấy cái bao hết thôi ơi. Mấy cái đây? Là quá to, quá chất lượng. Bạt ngàn lá các bác nhé. Toàn lá là lá thôi đây. Tít dữ kìa. Đây, các bác thấy sao? Em chỉ đi phục vụ tải thôi. Có những cây hái gần như là được hết các bác. Có ai cần tải không nhỉ? Em này là lính mới. Đây, đấy. Quay lính mới. Hai cái thôi, chia nhau không, tí nữa lại lên tiếp nhá. Hả? Sao lại rách thế này rồi anh? Không sao đâu, rách là họ kiểm tra lá. Tải không có lành lặn đâu. Tí nữa thì em triệt tải rồi, nãy nổ đây. Chỗ trên này thoáng hơn nhỉ? Ô, ai mà nhảy vào. Đấy. Nhìn lá, toàn lá là lá. Đồi này lật sang đồi bên kia. Làm gì đã có đủ tiền tiêu đâu.
Cái này thì chắc cuối năm nay được hái rồi đấy. Đây. Được không nhỉ? Phát lại nên phát cỏ rồi. Làm gì tầm này hái thương hại nó lắm. Mới phát cỏ một lần đầu ấy. Đúng rồi. Đây hai anh chị dưới kia đang phát. Có hai cái chị phát ở dưới đường kia. Đồi đấy anh trồng cho ông anh. Bảo thôi cho ông anh một đồi mà ông đi công tác suốt không có biết đâu về lá đâu. Bằng bằng mà nhỉ. Xem em này hả? Ơ tên gì nhỉ? Có biết tên đâu, biết nhau từ bé rồi mà không biết tên nhỉ. Tóm lại trước chưa được tán nhau nên không hỏi. Còn bé quá. Trước còn bé, trước thấy cởi quần mà. Thật đấy chứ không đùa đâu. Hai lẻ mấy? Em 2097 đấy. 97 à? Ồ, thế thì cũng lệch nhau gần chục tuổi mà. Anh 18 thì bọn em mới có 78, 89 tuổi. Nhanh nhỉ, già nhanh thế nhỉ. Anh ngót 40 rồi. Anh 37 rồi. Hôm nay có bảo bạn nào 37 cùng mình nhỉ? Anh sang bên kia đi. À đâu? Xem hỏi cái tuổi 37 mình có vất lắm không bạn ơi? Ba bảy mình vất vả nhỉ, suốt ngày với lá thôi nhỉ. Đấy, mình cũng suốt ngày đi trồng lá đấy. Nói tóm lại là mình không biết hái, mình lại biết trồng, nên là cái tuổi mình là thích lá rang nhỉ. Đấy, thế là giống nhau đấy, còn gì nữa. Hôm qua đang bảo xem có em nào mà trồng bỏ trồng chê hay là chưa ế không mình. Không, anh giới thiệu cho mấy thằng em của anh nó cũng ế. Ừ. Có. Nó kia có họ bảo giới thiệu bảo có ai muốn lấy chồng không? Có một ông muốn lấy kìa. Lấy xem chồng á? Bằng tuổi của anh ấy. À muốn lấy vợ. Nó muốn lấy vợ. Ừ. Xong kêu ông kia còn kêu em bảo là em có muốn đi lấy chồng tiếp không? Bảo là một ông đang ngấy lắm rồi. Vậy. À. Sao lại ngấy? Ngấy chồng chưa nghe thấy bao giờ. Ngấy thật đấy. Ở đây có ai ngấy chồng thì ngấy thì bỏ à hay như nào? À, có nhiều người thấy bỏ xong là không dám lấy nữa thật nhỉ? Bảo sống như thế cho thoải mái. Ô thế thì mình cũng hay uống lắm, chắc là bỏ đi thôi, không mai vợ bỏ đấy nhỉ? Đây này, trên cú này, trên như cây này trên đầu đạp nó xuống. Ôi còn... ôi rồi thấy chị hái lá không, 4-5 ngày nay kêu đau tay. Thật không? Đau tay. Lá bây giờ cứ phải lấy từ 8 dài 38. Trời ơi nhỉ, nó kín hết vào nhau rồi. Cũng đùi này là 3 mét thôi mà nó chạm nhau hết rồi. À đùi đấy mét 1 em ơi. Mét 1. Đây lâu lâu nó bị hỏng mất một cây, thế là nó mới thưa ra như này. Ừ, lá đặt từ mặt đất lên.
Đây bác, lá đây, toàn lá là lá thôi. Đây thử chui vào đây một chút cho các bác xem nhé. Ở góc kia để đi ra góc kia. Ở đây đông người lắm, nhưng mà không nhìn thấy nhau.